Chào mọi người đã đến với Gia Trai Miền Tây nha. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 2024, Gia Trai Miền Tây tiếp tục cho lời xưa nha mọi người. Số máy chốt hàng của Trai Miền Tây là số 0948851135, đơn 500.000 thì Trai Miền Tây sẽ bao ship và khách mới vui lòng cọc 200.000 nha. Đầu tiên em xin giao lưu mã số 1 là bột ấm Tàu Long Ẩn, hàng chuẩn cổ nha, được chiều cao là 9 cm, tình trạng nó có sữa nắp đầy phía sau này, quay phía sau kỹ nè, sữa chút xíu vô này, quay lành này, cái quay của nó đây, hai quay em thấy là hai quay gin của nó nha, nó có đường tóc nè mọi người, chỗ này nè, dạ chỗ chóc dòi nó có sữa, phun lại sữa một chút xíu nha. Đúng rồi, dưới đây nó có một đường, hai đường cấp nó rất là nhỏ nha mọi người. Một ấm Long Ẩn Tàu chuẩn cổ này em giao luôn với giá là 1,7 triệu cho mã số 1, rất là đẹp nha mọi người, 1,7 triệu mã số 1. Tiếp theo là mã số 2 là một cái bình, đây một cái bình Liên Hòa có chiều cao là 39.2, Liên Hòa màu đẹp lắm nha, long phụng đây hai con. Tình trạng của cái bình này là em thấy nó lành nha mọi người. Bình Long Phụng này, Biên Hòa xưa lành, em giao lưu với giá là 550.000 nha. Một cái bình Long Phụng thường mọi người thấy cái bình loại cỡ này thì một là nó sẽ khắc gồng, hai là nó sắc phụng nha. Nhưng cái bình được cái bình này là nó sẽ khắc vừa gồng vừa phụng luôn. Long Phụng xung bày ha. Mã số 2 với giá là 550.000. Tiếp theo là mã số 3, em giao lưu ba cái dĩa này. Ba cái dĩa này cực kỳ hiếm đồ của Lái Thiêu nha. Đường kính của cái dĩa này là 13 cho đến 13.1, đây cái dĩa xuất sắc đẹp mọi người, hàng chuẩn cổ nha, rất là già đồ, tình trạng là em thấy cái này lành nè, dĩa con cá nha, dĩa con cá rất là hiếm đồ luôn. Cái thứ hai nó bị một điểm khờn đây nè, một điểm khờn rất là nhỏ nha. Và cái thứ ba đây, phía dưới này có khờn dành thôi nha, khờn dành rất là nhỏ. Ba cái dĩa con cá cực kỳ hiếm luôn nha. Đó, nhanh tay mua nha mọi người. Ba dĩa con cá đem giao luôn với giá là 450.000 cho mã số 3. Thường mọi người sẽ thấy là cái này là một là dĩa cúc, hai là dĩa trúc, thạch trúc đó mọi người. Nhưng mà cá này thì đó giờ em mới gặp. Mã số 3 với giá là 450.000, mã số 4 đây. Đây là hai cái món đồ, không biết này đựng cái gì để làm gì đó mọi người. Cái này em mua được cái lô đồ mới. 29.5. Chiều dài nó 29.5. Không biết để làm cái gì, hai cái này lành nha. Hai cái này bán với giá 500.000. 500.000 cho cái mã số 4. 500. Mã số 5, tiếp tục cho luôn một cái thố con gà siêu bự luôn. Thố con gà là bự và bán rẻ luôn nha. Em bán rẻ. Đường kính là 21.2. Đây cái thố con gà, cái nắp không 250.000. Tại vì cái thố nắp này rất là đẹp mọi người. Đây nó có lát phía dưới chút xíu. Hàng này hàng trước năm 75 nha. Tuyệt đẹp cho cái nắp này. Cái thân, đây nó có bị ố men nhưng mà mọi người nhìn kỹ giùm em nha. Con gà này nó dẻ rất là sắc. Tóc một điểm chỗ này, một điểm đây. Lát men, có hiệu lò luôn nha. Đây. 9 10 cái thố thì và đó cả 9 cái là nó sẽ bị ố men vậy mọi người. Tại vì những cái thố này người ta một là sử dụng để mà người ta làm đựng mỡ hoặc là người ta đựng giấm là chủ yếu nha. Đó, thấy không? Quá đẹp. Cái thố con gà bự siêu bự này em giao lưu giá là 400.000 cho mã số 5. Mã số 6 một cái bình sông bé đây. Một cái bình sông bé có chiều cao là 32 cm. Cá đẹp lắm mọi người. Sông bé này thập niên 90 nha, cuối 80 đầu 90. Hai con cá đây. Hai cá này mọi người. Nó vẽ rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Sông bé ở dưới chôn mới rất là gạn, diễn đẹp lắm, mới mua ướt mọi người. Cái bình này lành nha, cái bình này lành, em giao lưu với giá là đây 550.000 cho cái bình, 550.000 cho cái bình lành. Mã số 6, mã số 7 một con cua. Ở đây mua một con cua này cũng già đồ, chiều dài của nó là 25.5. đây nó bị lát chỗ này mọi người, lát chút xíu đây thôi, tuyệt đẹp nha, con cua này tuyệt đẹp luôn.
cua này em giao lưu với giá là 400 ngàn rất là bự, 400 ngàn cho con cua rất là già, một con duy nhất 400, cơ mã số 7, mã số 8, một cái ấm rau. Bữa nay lại mua được nè, chiều nay mua được một cái ấm rau, phải nói là 15.5 là chiều cao tới cái nắp luôn, xuất sắc đẹp. Đây mọi người, nó dẻ cái nắp này, nó ở trên đây nó cũng có bông luôn, thường sẽ có bông, cái bông sẽ không có trên cái nắp đâu mọi người, ở đây có trên cái bông luôn, nắp có cái bông Trung Quốc xưa nghe. Tình trạng em xem kỹ tình trạng của nó, tình trạng của nó là em thấy là lành đó, mê cái nắp này nhất. Cái này em giao lưu với giá là 600 ngàn cho một cái ấm rau, 600 ngàn. Đó là cái mã số 8, mã số 9, một cái dĩa rồng Nhật nhưng mà nó không có mộc, đường kính của nó là 13 cm, một cái dĩa sông long Nhật mỏng thấu quang nha mọi người, em gọi thì rất là mỏng luôn, không có mộc. 150 ngàn cho cái mã số 9. Mã số 10, mã số 10 là em giao lưu ồ một cái này không biết có phải hợp phấn không mọi người, bữa nay em mua được cái này nè, hàng em nghĩ là cũng độc lắm nha. Chiều dài của nó là 13.4, chiều ngang của nó là 7 cm, một cái gì cái cúc dây nè mọi người, phải đồ Khang Hy không, em thấy nó dễ, nó dễ rất là đẹp nha mọi người, dễ rất là đẹp mà nhỏ nữa nè, tàu này chuẩn cổ luôn nha, bi mẻ một điểm chỗ này, một điểm này hơi lớn nha, và một điểm chỗ này đó, mọi người tư duy giùm em nha. Em thấy là cái này đồ cổ, cái này là chuẩn cổ đó, nhưng mà em không biết là cái này phải đựng hộp phấn không nha mọi người. Cái này em giao lưu với giá là 950 ngàn, 950 ngàn cho mã số 10, siêu hiếm luôn mọi người, theo em tư duy là siêu hiếm nha, tại vì đó giờ em mới gặp có một cái, một 950 ngàn cho cái mã số 10. Mã số 11, bốn dĩa thạch trúc kích cỡ không bằng nhau nha, cái nhỏ nhất là 13, còn cái lớn nhất là 14. Đây, cái này lành, một cái này lành không cũng 100 ngàn mọi người. Cái thứ hai này em thấy cũng lành luôn. Cái thứ ba đây, cái thứ ba nó có một cái điểm 7 nè, cái này đẹp nhất nè mọi người. Cái thứ tư này đẹp nhất, rất là đẹp nha, bự nha, 14 cm. Bốn cái dĩa thạch trúc này em giao lưu với giá là 250 ngàn. À, nó có một điểm khờn, cái bự nó có điểm khờn nhỏ nè, 250 ngàn cho bốn dĩa thạch trúc, mã số 11. Mã 12, một cái bình đẹp lắm đây, một cái bình lấy thiêu, chiều cao của nó là 13.7, 13.8 nha. Đó, xuất sắc, có cái mọc lò luôn mọi người, ăn tiền ở thứ nhất là ở cái nét vẽ của nó mọi người, rất là đẹp nha, thứ hai là cái mọc lò của nó. Cái nắp này lành, em thấy là lành đó nghe, ở bông có nắp có bông luôn, và cái viền của cái miệng này cũng có bông luôn, rất là đẹp. Cái này đây mọc đây, cái bình này em cho luôn với giá là đâu rồi, 300 ngàn cho cái mã số 12 với giá là 300, xuất sắc luôn nha. Mã 13 này, một cái khai gỗ nè mọi người, nhưng không biết gỗ gì nha, hàng này hàng cũ hàng xưa, em thấy nó cũng đen xì luôn nè. Chiều dài của nó là 26.7, chiều ngang của nó đem đây bên đây 26.7 luôn. Đây, biết hàng cũ hay hàng xưa gì đây nha. Em không bằng gỗ nha mọi người. Cái này em bán với giá là 350 ngàn nha, mã số 13 với giá là 350 ngàn. Mã 14, tiếp theo là giao lưu 10 cái muỗng nha, 10 cái muỗng Trung Quốc xưa. Chữ này chữ gì mà lạ quá ta, Trung Quốc xưa, chiều dài của nó là 12.4, 10 cái muỗng Trung China xưa. Đó, rất là nhỏ. Cái này mua cái này loại này để ăn chè đó mọi người, chén nhỏ nè, muỗng nhỏ ăn chè rất là sang luôn nha. Xưa, 10 cái muỗng lành em vô lưu với giá là đâu rồi, 250 ngàn cho mã số 14, tình trạng lành. Mã số 15, đây có thanh lý 8 cái chiếc yêu mọi người. Cái này là tình trạng hơi xấu một chút nha, đường kính của nó trung bình là khoảng 15.5 cho tới 15.8. đây, cái này nó có tóc, nói chung là có tình trạng, có tóc nha mọi người. Cái này nó có vảy nè, với một có đường, một hai đường tóc ngắn, bán rất là rẻ luôn mọi người. Cái này thì nó chỉ có tóc thôi. Đây, cái này vừa tóc và vừa vảy luôn.
cái này đẹp nhưng mà nó có mẻ giờ tóc. 8 cái này nè mọi người, cái này thì nó chỉ bị khờn cái dành đó thôi. Đây cái này mẻ hơi xấu. 8 cái chiếc yêu này em chỉ giao lưu với giá là 300.000, giá rất là mềm mọi người. 300.000 cho 8 cái chiếc yêu mã số 15. Rồi. Mã số 16. 4 cái chén. Chén này chén bự nè. Nhưng mà chén này em không bao kích cỡ đồng đều nha. Chén của cái nhỏ nhất là 10.6 và cái lớn nhất là 12. Đây em quay. Cái này thì em thấy là nó bị một cái chấm vẩy nhỏ xíu nè. Cái thứ hai thì em thấy nó lành. Ở dưới có lò luôn. Cái thứ ba, cái này là cái lái thiêu mọi người. Chén thượng bườm siêu gió mà lái thiêu nó quá đẹp luôn. Có một đường tóc rất là ngắn chỗ này nè. Đẹp quá nha. Cuối cùng là cái thứ tư bự nhất. Có một cái đường tóc. Đây. Tích có chữ. 4 cái chén này em giao lưu với giá là 300.000 cho mã số 16. Mã 17, một cái tô lái thiêu. Dán chuông, giống như là dán chuông. Đường kính 16 cm. Đó. Lạ lùng luôn nha. Ồ, cốt rất là đanh mọi người. Cốt rất là đanh. Cái này phải Sài Gòn không mà sao cốt đanh lắm. Một cái tô lá thiêu em bán với giá là 250.000. Lạ lắm nha mọi người. Mà lành nữa, 250.000 cho mã số 17. Mã 18 em có một cặp bình trà. Cái này là chiều cao là 11.8 và một cái là 11.5. Đây. Ủa 1.8 hả? Này 1.5 sao? Thôi. Đây. Cái này nó bị lò mà, nó nhiều bị lằn lò thôi. Lắp lành. Đây, đây. Đó. Lành nha. Còn cái thứ hai này em thấy đây coi là nó tức tiền. Ha, nhưng mà cái này nó tặng thêm một cái ông thọ bên đây nữa. Đây đẹp lắm nha mọi người. Hai cái bình trà này em bán với giá là 300.000, 300.000 cho cái mã số 18. Thường em lúc mà là cao điểm mọi người bán lại 250.000 cái. Giờ chỉ còn có hai cái chỉ có 300.000, giá quá mềm luôn nha. 300.000 cho mã số 18, mã 19. Có một cái chung nhật nha. Nhật màu. Đường kính của nó là 7 cm, một cái chung nhật màu có quai mỏng thấu quang luôn nha mọi người. Em gọi đèn gọi gì nè. Rất là mỏng. 100.000 cho cái mã số 19. Mã 20. 5 cái chén tàu, 6 chén tàu. 6 chén tàu mà nó lạ lắm. Trong cái lô này em được mua cái lô này nó rất là lạ. Nhiều rất hoài ta. Đường kính tầm trung bình của nó là 12.5. Đây mọi người. Nó dễ gì không biết nha, nhưng mà lạ, có 77 rất là nhỏ. Cái thứ hai này lành đây. Đó, hàng này hàng chuẩn cổ nha, em bao mọi người chuẩn cổ. Cái thứ ba này rất là đẹp nè. Vẫy một cái điểm nhỏ chỗ này. Cái thứ tư này có vẫy nha. Kiếm 6 cái này em cũng chẳng ai mọi người. Rất là nhiều. Nhưng mà kiếm được chỉ có 6 cái cùng loại thôi. Cái này vẫy hơi nhiều nha. 6 cái bát này em cho luôn với giá là 300.000 cho mã số 20. Mã 21 đây, một cái bình bông Biên Hòa. Chiều cao là 32.4, cũng khá là bự nghe, đẹp nha mọi người. Đẹp mà lành luôn. Đẹp mà lành. À dưới đây nó có bị một cái chấm khờn dưới đây không đáng kể nha, khờn men không đáng kể. Cái này em giao lưu với giá là 350.000, rất là cao. 350.000 cho cái mã số 21. Mã 22. Một cái đèn chế. Chiều cao của nó là 24.5. Cái này mọi người mua về mọi người. Đây. Mọi người đếm coi mọi người. Chế keo vô nha. Chế keo vô. Cái miệng này. Chế keo vô miệng là dính lại à. Rồi em cầm nó sảy. Cái này là bằng sắt nhưng mà sao cái này là bằng đồng mọi người. Cái này em thấy không hít nè. Mà bên cái này nhưng cái này là hít. Chìm đây. Có một đường tóc chỗ này. Nha. Ồ chìm quá đẹp luôn. Nó gì đó. Cái này em giao lưu với giá là 300.000, 300.000 cho một cái đèn chế. Mã số 22. Mã 23. Hai cái dĩa nằm, ở đây em có hai dĩa nằm. 1969, đường kính miệng của nó là 11.8. Có khờn khờn nha, nhưng mà không đáng kể. 1969.
nó cặp luôn, 69 là chiếc 75 nha mọi người. Dĩa mini 200.000 cho mã số 23. Mã 24 một cái cối. Có vuông nha, có vuông mà đường kính của nó là 13.5, cái này là 12.5. Cối cũng nhờ vừa thôi. Không biết gỗ gì nhưng mà nó nặng, vừa nặng mà vừa đen nữa. 300.000 cho cái cối mã số 24. Mã 25. Có hai cái bình nè. Ôi trời rất hoài. Hai cái bình sơn thủy. 12.5. Cái 12.6 luôn. Đây em quay cái nè. Đẹp lắm nha. Tình trạng của nó em thấy nó lành, cái này lành. Đó, bình trà vẫn còn sử dụng được nha, đề co cũng được mà sử dụng cũng được, cái này là. Còn cái này thì nó bị một cái điểm vẩy nhỏ xíu dưới này thôi, đậy lên không thấy nha. Đó. Một cặp bình sơn thủy này thập niên 90 này em giao lưu với giá là 250.000 cho mã số 25. 250.000 ha. Mã số 26 có 10 cái dĩa thạch trúc nhưng mà củ lái thiêu rất là già mọi người, 13.5, già cốc với đắp luôn mọi người dùng nha. Những cái hàng này vô tuổi cổ giặt hết rồi mọi người. Nó như vậy nè, rất là già đồ đó mọi người. Nói chung là có bị vẫy rất là nhỏ nha mọi người, tại vì hàng cổ mà bình dân. 10 cái dĩa này em cho luôn giá là 300.000 cho cái mã số 26. Mã 27 một cái bình trà mặt võng. Ồ cái nắp bự quá, bình trà này bự nha, hơn tầm một lít nước á. 15.8, đường chiều cao là 15.8, xuất sắc đẹp nha. Đây mọi người dòm nè, em coi cái dò này thì nó bị lát chỗ này nè, quai này thì nó ghiên, cái quai này ghiên nhưng mà nó có tình trạng. Đây em coi tóc chỗ nào, có tóc hay gì đây, chỗ này nè mọi người, không biết cái tóc hay nó lủng nè, chỗ này nè em thấy nó có sân lại nè, chỗ này có sân lại, còn mấy chỗ khác em không thấy nha. Cái nắp này nắp có sữa ở đây, có sữa phía dưới chỗ này, bự, bình trà bự mà lại đẹp đó. Cái bình trà này em giao lưu với giá là 350.000 mã số 27. Mã số 28 hai cái dĩa lái thiêu, dĩa này cũng vô tuổi cổ vật rồi mọi người, một cái đường kính 13 và một cái đường kính là 12.7, một cái 13 đây. Cái dĩa này rất là hiếm nha, dĩa này rất là hiếm, đẹp nữa. Cái dĩa thứ hai này nó có là một đường này đường lõi lò, ở trong có chữ nhưng mà em không biết chữ gì nha. Hai cái dĩa lái thiêu và cốc y đốc này em giao lưu với giá là 100.000 cho mã số 28. Mã 29 một cái cô tô thành bự 17.4, cái này là 16.39, nói chung hơi méo. Cái này là lò của nó không phải là bị mẻ nha. Đây có một cái đường gạn bên đây nè, giống như lõi lò đó, lõi lò bự chà bá lửa luôn. Cái cô tô thành bự này hơi méo, em giao lưu với giá là 350.000 mã số 29. Mã số 30 bốn cái dĩa cô tiên nhân quả đào nhỏ đường kính 15 cm, Trung Quốc xưa, cũng đẹp lắm nha mọi người. Đẹp. Năm bốn cái dĩa này đẹp. Bốn cái dĩa này là em thấy nó là bốn cái dĩa em giao lưu với giá là 250.000 cho mã số 30. Mã tiếp theo là mã số 31, một cái hộp phấn. 31 đâu rồi? Một cái hộp phấn mới lục được cái hộp phấn. Hộp phấn này là line up, em đo đường kính của nó 5 cm. Sao mở không ra ta? Kích quá mà không ra mọi người. Nhưng em thấy nó cũng vẩy vẩy hai chấm chỗ này nè. Line up hàng chu đậu chuẩn cổ nha. Hộp phấn này bán thanh lý một cái cuối cùng luôn. 200.000. 200 cho cái mã số 31. Mã 32. Đây. Một cái đồ cũ của Trung Quốc xưa. 22.2. Một cái bình của nó bà tiên gì đây. Có gạn nha mọi người, nó có gạn nè, cái này nè. Đó, gạn luôn. Cái này em giao lưu với giá là 200.000, 200 cho cái mã số 32. Mã 33 một cái khuôn bánh kẹp. Khuôn bánh kẹp này
khuôn bánh kẹp này chỗ này bằng đồng, còn mấy cái cầm là bằng sắt. Khuôn bánh kẹp xưa nó đề co, đề co cái này là gọi là bánh nhân gian Nam Bộ của mình đó mọi người. Khuôn bánh em giao lưu với giá là 300.000 cho mã số 33, mã 34. Một cái bình trà đâu rồi, một cái bộ trà, một cái bình trà đây, đây nó có hiệu lò đây, cái này là của Biên Hòa nha. Và mấy cái chung ta, bốn cái chung này đều lành. Em quay đại khái cho mọi người xem nha, bốn cái chung đều lành. Có một cái nắp tóc người ta, đây có một cái nắp hơi tóc chút xíu. Bao gồm có bốn cái chung và một cái bình trà em giao lưu với giá là 500.000 cho mã số 34. Bốn chung năm bình trà ha. Ơi, bốn chung và một bình trà 500.000 mã số 34. Mã 35. Ba cái tô. Đường kính là 14.2, 14.5 và một cái là 13.5. Cái này nó có bị vẫy nha, nhưng mà cái tô này cũng khá là đẹp và lạ luôn, có hiệu lò. Cái thứ hai này nó nói chung là khờn men. Cái tùng đây, cây này cái tùng. Và cái thứ ba nó có bị vẫy men một điểm chỗ này. Ba cái tô lát thiêu màu. Em giao lưu với giá là 300.000 cho mã số 35. Mã 36, một cái tô con chim đường kính là 18 cm. Ủa, tóc đây. Có một cái điểm tóc nhưng mà không có xiên cốt chỗ này nè, không có xiên cốt qua đây. À, con chim đây. Tô này bự nha, cỡ hơn cái mì. Một cái tô con chim em giao lưu với giá là 300.000 mã số 36. Mã 37. 37 đũa này mọi người. Đũa này có hai, đúng 20 đôi luôn. Bữa nay 20 đôi đũa Trung Quốc xưa. Đó. Trung Quốc xưa nghe mọi người. Đó. Em thấy là nó không có cong dẻo chân, nhưng mà nó cái này là đồ xưa cho nên là nó sẽ cái này bằng mũ nó hay gì đó, nhưng mà nó cho nên sẽ cũ, có cũ nghe mọi người. Có cũ. 20 đôi luôn. Em giao lưu với giá là 200.000 cho 20 đôi này. Nói chung là em mua được chỉ có 20 cái nha. Hai cái bó này thôi mọi người. Em bán cái bó hôm qua rồi, nên em còn cái bó nữa nè. Mà em đếm có 19 cái mà 19 đôi mà bây giờ tại nhà đấy, nhà em có xài á mọi người. Một đôi em lấy một đôi vô đắp vô đây là đủ 20 đôi, 200.000 cho cái mã số 37. Mã 38, 10 cái chén. 10 cái chén này là 10 cái chén xưa. Cái này nó có loại mới mọi người. Đường kính là 10.8. Chén sọc dưa, sọc lành. Nói chung là 10 cái này đều lành hết mọi người. 10 cái này tương đối lành, ăn cơm cũng còn được nha. Để coi ký ức thập niên 90 vẫn ok. 10 cái này em giao lưu với giá là 150.000 cho cái mã số 38. Mã 39. Em giao lưu hai cái chung. Hai cái chung Pháp. Mới mua. Đường kính là 5. Đường kính miệng 5.2. Brancy của Pháp. Cái này phải lành không? Cái này lành nè mọi người. Vậy mọi người mua, mọi người trà kỹ giùm em nha, tại mới mua. Mới mua vừa buổi tối luôn. Cái thứ hai đẹp nè, cái này đẹp nè, nhưng mà nó có bị một cái điểm nè, chút xíu cái này đi ti nhỏ nhỏ. Hai cái chung Pháp xưa này em giao lưu với giá là 150.000 cho mã số 39. Mã cuối cùng là mã số 40, có một cái tô bông rau muống, tượng bông rau muống, đường kính miệng là 23.4. đây trà bá lửa luôn, nhưng mà có tình trạng thường cái lành này là để bán 200-300 ngàn cái mà. Chỉ có một cái ở ngày lâu quá không có hàng này, tóc một đường chỗ này ha. Cái này bán cho mọi người vẫn còn sử dụng được nha, 100.000 thôi mọi người. 100 đúng rồi, mã số 40 với giá là 100.000, bự, rất là bự, nhưng mà có một từng tóc. Mọi người yêu thích món đồ xưa nào liên hệ qua số điện thoại chốt đơn là số 0948851135. Đơn 500.000 thì Gia Trai Miền Tây sẽ bốc xếp và khách mới cọc 200.000 nha. Cảm ơn mọi người ủng hộ Gia Trai Miền Tây. Xin chào và hẹn gặp lại.